lý. Ủa, không mới vô phòng mới trong đây quá trời luôn không mà. Lên thân nhiều mà chưa có lên tổ. Có triệu chứng hả? Thằng trên chắc tăng nhiều hơn, thằng một tăng là thằng hai thấy có lý rồi. Quá trời, thằng hai phân quá rồi. Phân lên nào.
bốn hàng lo luôn ở đều gốc hết trơn. Tổ thì nó chưa lên hung nhưng mà bốn hàng lo là phân đều hết luôn. Đều luôn á. Thank you.